nữa, đâu có dấu vết gì đâu mà biết là nó ở đây, đúng không? Nâu mà. Rồi, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ có thể spaceship là không gian đó, đi vào đi vào không gian, còn không? Bây giờ thấy này, to be able, ở đây giới từ gì? Giới từ tu, mà tu thì phải đọc từ nguyên mẫu, cho nên chúng ta chọn câu B. Câu 5 năm, nếu và bớt sẽ là gì? À, nếu tôi là con chim thì sao? Be a raw, raw là gì? Đúng không? Vậy thì gì nếu? Có chuyện này xảy ra không? Không. Dạ, cho nên chúng ta sử dụng câu D là were. Cái điều ao ước đó, nếu nếu không xảy ra được, làm sao mình là con chim được? Cho nên là ước ở quá khứ là were. Rồi, năm 16. Nếu mà chúng ta giàu có thì chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. À, cái điều này cũng được chứ, đúng không? Hay đó. Vòng quanh thế giới sẽ là gì? Chứ ở rào chứ không thể là on được. À, on này, không được. Cô ấy sẽ đến thăm bạn nếu mà cô ấy có biết địa chỉ. Rồi, biết thì mới đến thăm được chứ, đúng không? Đúng không? Ngày chúng ta dùng hiện tại sẽ là câu C thì có B với S, không dùng have được. Đã. Vậy thì bây giờ tiếp tục. Bây giờ câu A. Bạn sẽ đi đâu nếu như bạn có một chiếc xe bốn bánh? Đã. Nếu mà có một chiếc xe bốn bánh thì dùng gì? You mà. You thì không dùng S được. Điều kiện ở yên cái đó. Cho nên chúng ta sẽ dùng dạng câu A, have. Đúng không? Còn là 19. Where would you go? Bạn sẽ đi đâu nếu có chữ would? Vậy ở đây sẽ là gì? Chữ hát, đúng không? Mà hát ở đây là quá khứ chứ, chứ không thể đề tài được bởi vì có chữ would. Đấy. This test must be done. À, cái bài kiểm tra này phải được làm cho một cách cẩn thận hay là cẩn thận? Cẩn thận nha. Đó, trạng từ hay tính từ? À, trạng từ. Careful hay là careful? Carefully hay careful? Careless không được. Careful hay careful? Carefully hay là careful? À, phải ở đây dùng là gì? Trạng từ và carefully. Qua. Câu là đúng, câu là sai. Rồi bây giờ tôi thấy này. My uncle was a music. He had a large collection of musical instruments. Chú của tôi là một nhạc công. Hay nói một bộ siêu lực, sưu tập về một dụng cụ âm nhạc rất là lớn. Vậy bây giờ chú tôi là một nhạc công. Bây giờ mà nhạc công mà music là âm nhạc là chân đâu thể nào dẫn từ chỉ người được. Một nhạc công là gì? Là musician. À, musician chứ không phải là music. Câu số 2. À, Vietnamese woman. Người phụ nữ Việt Nam thích mặc gì? Mặc áo dài truyền thống đó. Đi làm. À, bây giờ người phụ nữ Việt Nam thích mặc truyền thống. Mặc vậy, mặc cái bộ áo dài truyền thống đi làm. Rồi bây giờ thấy là clothing này, clothing nó là vải thôi, đúng không này? Trang phục phải là clothes. À, phải đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy chữ prefer. Prefer thích mặc cái gì đó thì vậy đi với danh từ cộng động từ thì đi, đúng không? Thích mặc cái gì đó, thích đi mặc cái gì đó, nó khác nhau, nhớ nha. À, prefer. Câu số 3. Peter got dressed quickly and went to school, đúng không? Nhanh mà đi học liền. Got dressed quickly, dressing. Bây giờ thấy này, chữ got dressing đó. Sau nó không có thể nào mà động từ thiên nhiên được đó, phải không? Dress. Why have fashion designer don't modernize the áo dài? Hả? Tại sao mà các nhà thiết kế thời trang đó
làm cho áo dài thêm truyền thống hơn, hiện đại hơn nhé. Dạ, chúng ta thấy này, danh chủ ngữ là gì? Là fashion design, have done, đang chủ ngữ là phải gì? Phải làm mỗi cái áo dài đó. Tại sao như vậy? Rồi, hiểu sai chỗ nào? Bây giờ thấy cái từ này, đồ áo dài, cái áo dài truyền thống Việt Nam. Câu số 5, Nguyễn Du được nhìn nhận là một nhà thơ vĩ đại. Bây giờ Nguyễn Du được nhìn nhận là một nhà thơ Việt Nam vĩ đại, đúng không? Ok. Tôi mong rằng bạn đến đây vào ngày mai. Sẽ đến đây vào ngày mai, welcome nhé, đúng không? Tôi dạy tiếng Anh ở đây kể từ khi tốt nghiệp từ trường đại học. Có nghĩa là tôi dạy tiếng Anh, bây giờ vẫn dạy em còn chứ, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ dùng gì? Hiện tại còn thành chứ, I have chứ, đúng không? Chúng ta thường đi bộ vào cuối tuần. Chúng ta thường đi bộ vào cuối tuần. Thì tuần nào chúng gì? Go for đó. Vào cuối tuần. Hết được biết kìa. Được chưa? Họ sẽ đến đây vào lúc 11:30 sáng. Sáng ngày mai hay sáng ngày nay là khác nhau nhỉ? Cô nói đến đây kể từ ngày hôm qua. Rồi bây giờ ngày hôm qua như thế nào? Hôm qua rồi mà nhảy ra rồi mà kể từ ngày hôm qua cô nói đến đây. Kể từ sáng qua. Vậy bữa đây còn không? Kể từ ngày hôm qua còn chứ. Phải đúng sai đúng chứ, đúng không? Anh ấy đã từng làm việc, nhưng bây giờ anh ấy làm việc làm thêm thôi, đã từng đã. Bây giờ mình ao ước anh sẽ có một sự nghiệp đó, điều này ao ước mà, đúng không? Ao ước bình thường thì nên có là chuyện bình thường.